Hôm nay tôi được chương trình giao cho nhiệm vụ quan sát, giám sát các thành viên, bởi vì nghe nói các thành viên có bị đổi xấu thường xuyên để giờ. Bây giờ là 7 giờ rồi mà chưa thấy ai đến hết. Ai đến trong khoảng từ 7 giờ đến 7 giờ 5 sẽ được 5 điểm, từ 7 giờ 5 tới 7 giờ 10 sẽ được 4 điểm, từ 7 giờ 10 tới 7 giờ 15 sẽ được 3 điểm, từ 7 giờ 15 tới 7 giờ 20 sẽ được 2 điểm, từ 7 giờ 20 tới 7 giờ 25 sẽ được 1 điểm, sau đó là 0 điểm. Người đầu tiên đã đến trong... Cuối cùng có người đến sớm nhất. Dạ. Sĩ Thanh đến lúc 7 giờ 9 phút. Tôi đến sớm nhất hả? Ủa tới nữa rồi kìa. Làm như hẹn nhau tới đồng loạt vậy. Miko Lan Trinh đến sau Sĩ Thanh khoảng 30 giây. Yeah. Có kể đầu ngày gặp mấy cô gái xinh tươi thì cũng vui. Ủa là mấy người còn lại đâu ta? Bà Dô Kiều Minh Tuấn đến đó vào 7 giờ 10. Sao em tới sớm vậy Tuấn? Dễ bà Trung Quốc đó, bà Dô đó. Trời, dậy từ mấy giờ phải không? 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi. Thành viên biệt đội. Ủa có ai nghe mình gọi gì không vậy? Thành viên biệt đội kìa, là tập trung kìa. What happened? Ai vậy? Do you stand? Ai vậy? Xin lỗi. Nghẹt quá, 5 giờ sáng thức dậy mét cắp cho đã ra đây bị tôi hại tan nát. Chị tay gì vậy? Anh đi đi rồi. Cái gì vậy má? Chấm chấm tàn nhang nữa. Muốn tàn nhang. Đâu phải vậy đó, đó đâu phải vậy, đứng chào bà Tường đó, đứng chào bà Tường là chị Cát Tường. Đến giờ lúc 7 giờ 13 phút hôm nay May được chương trình giao cho cái nhiệm vụ là tới đây chấm điểm từng người một, coi ai đến trễ ai đến sớm. Hết gan đâu cần phải bôi xấu nhau trên tivi. Thì bây giờ qua nói với người ta đi. Dù gì cũng một thời với nhau mà. Cái gì vậy? Ủa nhưng mà nhiệm vụ... Xử nó đi, xử nó. Ok, nhiệm vụ của May là chấm điểm tụi em tới sớm hay trễ đúng không? Dạ. Yeah. Hết rồi đúng không? Dạ. Yeah. Bye. Hết nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ thứ nhất của May đến đây là kết thúc. Và nhiệm vụ thứ hai là May sẽ đi tìm khách mời cho mọi người. May sẽ đến công viên quận 2 trước. Mọi người lên xe đi theo May. Tới đó May sẽ vào điều tra thử coi khách mời là ai. Cần gì phải May điều tra, bình thường tụi mình vẫn điều tra được. Thì bởi vì bữa nay là mọi người sẽ không được phép tới gần khách mời. Bữa nay là cái trường hợp ngoại lệ. Thôi bây giờ May đi đi. Định vị ban tổ chức gửi là ngay đây rồi. Ủa là khách mời đâu rồi? Trời đất ơi, đi nãy giờ 1 tiếng rưỡi đồng hồ. 8 giờ rưỡi rồi, không thấy liên lạc gì trơn vậy? Liên lạc cái gì vậy? Trời ơi, đã nói rồi, đừng có tin tưởng do người cũng con người của May. Trời ơi, mình giống như là trao trứng cho ác vậy, chưa có ăn cái gì hết. Thôi đi Tuấn ơi, hồi nãy em đã thấy một cái bánh giò ngập hồng rồi Tuấn ơi. Ở đây có mình, có mình, thì có mình ăn đó. Hay là bây giờ đi nãy tới giờ ổng sao chánh luôn rồi trời. Kêu quận 2 mà đi xuống mình chánh luôn quá. Khách mời ơi. Sao giữa một nơi trống hoang, trống khoát vậy mà trốn ở đâu mà tôi không thấy đâu vậy? Khách mời ơi. Rồi chính xác rồi. 7 giờ tại đây đây. Ai? Hey. Khách hàng em, khách hàng em. Alo. Alo, Kiều Minh Tuấn phải không? Vâng, show nghe đây kìa. Là đội trưởng của đi đổi xấu phải không? May nè, show siết gì? Ủa hôm nay ông Tuấn làm đội trưởng hả? Ủa hôm nay làm đội trưởng hả? Ủa thông tin đâu vậy trời? Ủa? Ủa? Trời ơi, ghê quá. Hiện tại là May đã tìm thấy được khách mời. Sao nữa? Khách mời này lạ, lạ lắm. Vì bình thường là họ rất là lạ, nên mày không biết là ai. Tại vì mày không biết đây có phải là người không nữa. Hả? Cái sinh vật này hiện đang ở trên cây. Ê, cái này giống như phim hoạt hình quá ta. Một rồi á? Quần đùi. Quần đùi rách tả tơi, hiện đang nhai lá cây.
Ủa? Em như cái suy đoán mà leo lên cây mà quần đùi là nam thôi. Đổi trần quần đùi da xanh mà cái mặt như là táo bón hàng hai tuần liền, nhăn nhăn nhó nhó kinh lắm. Rồi tôi biết ai rồi. Robin Hood. Mày Shrek Robinson. Rồi dừng đi, thấy luôn trực tiếp rồi. Đâu ơi. Kìa kìa kìa, có ai trên cây kìa. Trời ơi. Kìa kìa tụi bay. Xuống lẹ thành viên biệt đội, xuống lẹ. Mặc cái áo giả đồ chị ơi. Kệ tôi. Đợi đến mấy tiếng rưỡi đồng hồ cung cấp thông tin rất ít ỏi. Bây giờ tao hỏi mày có xuống chưa? Cái da cổ này là da cổ của con trai. Em biết rồi, anh Phạm Nhân Mách chắc luôn. Không, Phạm Nhân Mách to hơn. À, cái cổ kìa, em. Trời ơi, đàn ông rồi. Lung lung nha. Dạ, khá đẹp. Cao mấy mấy vậy? Cao mét 1. Mét 6, mét rưỡi. 65. Làm mét 65. 75. Trời ơi, 75 nè. 75 mét nhiêu nè. Xin lỗi cái này mới bài 75 nè cưng. Cưng một đục như vậy mà cưng kêu 75. Xúc phạm những người 75 giống như tôi nghe chưa. Nè, thôi xuống đây đi. Ê, giòn giòn giòn, nè, tay đỡ nè. Không cần. Mét 75 đứng đòn rồi. Trời ơi, đổ mồ hôi xuống mắt rồi. Trời ơi, con mắt gì mà quần quần thâm dữ vậy. Vui lòng. Vậy là biết ai rồi. Bây giờ khách mời mà có quần thâm là tôi biết là một người làm đêm DJ. Mày với bà xuống vào lắm. Lét lá chút che ngang mặt chữ điền. Thôi khách mời cho gì đó gửi ý đi. Thôi cho gửi ý. Chị Thanh là bước lên. Cái vậy sao chị? Nó chiều cao. Nó chiều cao. Đừng có bậy bạ. Nó chiều cao. À cái gì? Tình yêu hả? Ồ hai người yêu nhau rồi. Không phải, hâm mộ em hả? Đập đông gì đó. Bậy bạ. Đây khách mời. Khách mời quá. Chọn một cây đi. Thấy đoán sai là quánh. Cái tướng nó vậy chưa đủ đô sao còn giao cái chị cho nó nữa. Em biết rồi, em biết khách mời rồi. Đây là em đáng không là Minh Anh đúng không? Rồi ra luôn cho khách mời xử. À trong ở chung viên Minh Anh chung chị. Chung chiến dịch trong ế với bà. Dạ luôn. Có nào nè. Cơ bắp. Chung với bà. Trời ơi chung với bà, chết. À. Đá bào chung với bà. Đá bào. Đá màu. Cái gì? Có màu chung với bà. Cái màu. Cái màu hả? Ủa màu gì vậy? Màu xanh hả? Có liên quan tới bà. Có liên quan tới bà. Em tên Trinh đúng không em? Em tên Ngọc Trinh mà đã có bánh đường. Trời ơi, mà khỏi mà. Không, tao đổ chữa sao bánh được. Liên quan tới tôi không? Có luôn. Có luôn hả? Phần thứ ba. Thứ ba. Có màu chung với bà. Có màu chung với tôi. Ba đồng hồ với Thanh. Yêu Thanh. Yêu luôn, cái mày không ngon nữa, yêu luôn. Yêu luôn rồi, thằng này cho anh nó xuống xe. Thế hỏi coi. Mày biết chị là ai không? Biết. Mày liên quan gì đến chị không? Gặp chị một lần rồi. Gặp một lần mà dám đánh. Rồi thôi. Một lần mày ghê quá. Ý là biết gặp một lần. Vậy, không, không. Gặp một lần mà chị dễ dãi quá. Để đi đoán coi. Rồi, à, đi coi. Cái gì? Chương 3. Không hiểu có màu trong với tôi là cái gì vậy? Cái màu. Tôi không hiểu có cho hay không? Cho tôi bảo Lý Bình đi. Xấu dữ vậy. Quên đi. Em ấy đi. Có màu chung với em. Tôi làm màu gì có màu à? Màu xanh lá. Có màu xanh lá. À, à. Chung đội với em hả? Ở cuộc vui kỳ thú hả? Thôi bây giờ cứ nói lại đi. Bây giờ tham chưa đoán. Không, bây giờ tham gợi ý đi. Gợi ý đi. Cuối cùng đi. Sau tất cả. Sau tất cả kìa. Sau tất cả. Về với ta đi. Eric hả? Em ơi, hả? Em ơi, từ nãy giờ cho anh xuống xác này quá. Ta yêu em đó, người ta muốn ta là sao tất cả kìa. Là về với em. Em nghĩ ra bỏ đi. Bỏ tôi đi, tôi đang để bỏ tôi. Cái nghề của bạn phải bác sĩ không? Người yêu tôi đang Hà Nội mà đâu đây? Anh Nhi. Biết rồi, tôi biết rồi. Nói đi. Nói đi. Nói gì vậy? Ăn nguy vậy? Người này nằm trong một nhóm nhạc đã tan rã. Ồ, oh, là thằng Dương, anh Dương. Cái đó mà đẹp trai nhất về music. Về music nè. Sếp Ngọc Linh. Sếp Ngọc Linh. Bị quánh, bị quánh. Đó. Sếp Ngọc Linh. Bỏ ra đi cho nó đỡ nóng. Rồi, tuyển người đó.
Cô cho là em sáng giờ đội này chưa ăn sáng nha em nha. Cho anh đi học nữa. Rồi. Anh sẽ là người đánh và người còn lại sẽ chụp. Nếu mà người nào mà chụp anh là đội trưởng. Chụp chúng thì sẽ về đội của em. Hả? Anh đi làm thuê thôi đó, hiểu không? Em đứng đó anh đánh. Ta chụp. Okay. Đúng thì về đội của bên đây. Ok. Nếu sao nếu mà em đưa cho May thì đó là sai lầm, đưa cho anh là ok nhé. Rồi. Anh đánh nào. Giặt nữa. Ủa. Cái đó là mới test thôi lại. Mới test thôi. Không nghĩ là tôi đánh giỏi vậy. Rồi. Đó vô. Không, ăn gian rồi, rớt rồi. Dở quá. Ủa gì kệ vậy? Quỷ của mày. Mà nó không đánh qua được cái gì mà phải chụp. Em đi. Không phải thiếu. Tào lao. Để tôi ném cho. Rồi em ném đi. Trời ơi. Con này nó bèo quá mọi người. Thôi ra. Nè coi các tường nè. Trời mày đi đâu vậy? Tôi đang ở đây mà. Ủa mọi người, đi đây mà mọi người ơi. Tao đi đâu đâu? Đúng không? Mày rút mày trở lại. Hai trái rồi nha, hai trái rồi nha. Ủa này có tính không? Có chứ. Đó. Không, đánh là gì được rồi. Chúng ta làm sao đẩy những cái nhân vật yếu nhất của đội mình đi qua khách mời nè. Chúng ta sẽ chụp nha. Chị giờ mày đẩy đi hả? Vô. Vô nha mày. Hay quá, đi rồi. Hay quá. Trời ơi, bà đang chinh, bà đang được mời chọn đi. Vậy là hai phần thi hồi nãy thì chỉ có Sĩ Thanh là mắc được bóng. Rồi phần đón khách mời thì Lan Trinh. Em có hả? Trời ơi. Trời ơi, có hối hận không vậy? Hai cái này mà rất chung đội là kệ sợ gì. Bây giờ đã đóng mập đội lại là đội đẹp rồi. Đây là phong bì tính điểm chuyên cần. Cách tính điểm chuyên cần cho mỗi đội: nếu tổng điểm chuyên cần của hai thành viên trong đội từ 8 điểm trở lên được 2 điểm, nếu tổng điểm chuyên cần của hai thành viên trong đội dưới 8 điểm thì được 1 điểm. Sĩ Thanh đến lúc 7:09, Miko Lan Trinh đến sau Sĩ Thanh khoảng 30 giây. Yeah. Bà Dô Kiều Minh Tuấn đến vào 7:10. Chị Cát Tường đến vào lúc 7:13. Hai điểm tính ra là 2 điểm quê. Có thêm điều luật nữa, trừ đội trưởng ra, tức là hai thành viên còn lại á. Và cuối cùng là đội Sơn Ngọc Minh được 2 điểm. Đội chị Cát Tường 1 điểm. Xong. Chị nghĩ sao với cái đội hình như vậy? Mà sợ cái đội hình bên kia. Phải làm rồi nha. Ủa May ngồi đây làm gì vậy May? Mình ngồi đây để ăn sáng cùng với mọi người. Mời mọi người vô bàn. Đi vô trong đi. Cái người ngồi bên góc của chủ sĩ mới là người quan trọng. Tôi qua đây nè. Rồi hôm nay mà tôi biết là chúng ta sáng ăn sáng gì đó. Em chào anh. Em tại Bắp Hoa. Em là cái mà nạm gầu á, ít bánh, nhiều nước béo cho em cá trứng gà nữa. Nạm gầu. Nhiều nước béo. Ê, thí dụ mà Thanh ăn nhiều vậy là cái người trả tiền là ai? Em kinh trả tiền mà. Hãy cho em một chén bắp hoa thêm. Rồi rồi cứ ăn thôi hả? Có thử thách gì không? Chắc có chứ. Không được. Mình phải thủ tiêu mấy nước chấm này hết coi chừng. Nên ba tuổi chết bắn mình pha những nước chấm lạ lạ. Món nước chấm thần kỳ của Tuấn đó không? Tuấn hồi nãy cưng pha cái sốt gì mà ăn vô muốn ói luôn á Tuấn. Điên quá. Trời ơi. Suy nghĩ gì bậy bạ không hả? Tôi đâu là bám số 1 của thành phố Hồ Chí Minh này. Cho em đũa đi. Cho mình đũa với. Hay là ai ăn nhanh nhất thì được điểm. Ví dụ này bữa thi rồi nè. Thử. Ai nhanh nhất thì được điểm. Cứ ăn đi, ăn một cách nhiệt tình và hết mình. Ai ăn cuối cho tiền đó. Em chắc chắn là không có đem một cách rồi đó. Em cũng không có đem. Ngon quá. Ở Việt Nam xuất sắc. Ngon quá. Ây da, ngon quá. Heo tình chứ. Tình chứ. Ghê quá bây giờ. Mọi người đoán thử coi là trong này là tiền trả bữa phở này hay là cái gì. Mở đi, ai quan tâm.
Ủa chỉ có bong bóng thôi hả, tiền đâu? Mà ra coi cái nhiệm vụ đi. Tất cả đồng thời thổi bóng, người thổi nổ cuối cùng phải trả tiền cho cả đội. Kê Minh Tuấn một tô phở không bánh. Cái ăn cho mọi người đó, cái ăn trẻ này. Một tô gọi là tái bắp. Thêm. Rồi sau đó chọc qua bên cái tô bên này tái bắp. Xong rồi em thêm nữa. Và hồi sáng là một cái bánh giò thưa quý vị. Đây là tuyển thủ quốc gia bốn cái quẩy. Để anh em khỏi thổi. Tôi nói thiệt nha Tuấn, ngày hôm nay là tôi không có mang tiền cho nên tôi cơm gạo lắm. Mừng quá tự dưng được ăn bữa miễn phí. Đâu có mày, mày quay thổi chứ. Có đâu, mình có chơi đâu. Bảy cái bông bóng hai đội có ăn mà. Thôi, bảy cái bông bóng lại. Vậy là đâu có ăn á, ai ăn cũng được bảy cái. Ủa đâu có sáu cái đâu đại dư. Rồi nè. Ủa dư hả? Ủa nãy giờ cũng húp quá trời húp mà. Ủa nhưng mà mình được mời tới để ăn mà. Ăn phở mà làm gian lẩu vậy húp quá húp. Thôi. Rồi đó. Ủa rồi ai trợ giúp mình không? Ủa giúp cho lên cái đầu thôi hiểu không? Rồi về đây đi. Anh đừng chơi da, ngắt chéo một đống nha. Ê, ăn vậy. Phải kiểm tra kìa Minh Tuấn. À, quá hơi mẹ vậy. Ủa sao nó chưa thổi mà bể rồi? Anh Giang, thôi đừng có xạo. Đừng có xạo. Mọi người anh Tuấn anh Giang rồi. Cái gì bể anh đó vậy? Ôi, ca sĩ ơi, cô ơi, ca sĩ. Bể kiểu răng cưa nè em. Em thấy chưa, định luật bể của Newton nè. Thổi bể bịt mũi vậy đó hả? Không, mình phát sợ rồi. Sợ bắn cái mặt, nhan sắc quan trọng á ơi. Mới sửa mà. Mày bắn cái mặt chị á. Mới sửa. Mới sửa để tổn thương vậy. Sao nó không bể gì chị Thái? Thôi, hơi to dữ vậy. Chứ tại sao nó bể? Thổi. Thổi cái gì mà nó bể vậy? Thổi hả? Sợ quá cắn bể được. Không thể nào cắn bể gì được. Ban tổ chức mình biết Tuấn có cái bệnh này cho nên là cứ thấy vào cái giò này mà chơi thôi. Bởi vậy sợ cái gì đừng có cho ban tổ chức biết. Đó đó, khúc đó được rồi chị ơi. Chị ơi. Rồi, cho thêm miếng nó ké thêm miếng. Rồi. Bây giờ cắn sao nó bể nè. Rồi, tên không? Rồi em làm sao anh cắn bể em làm đi. Rồi làm đi. Làm đi. Em làm sao bể như hồi nãy đó. Bây giờ tin nè. Hồi nãy em có thổi lên chút xíu. Rồi em làm sao nó bể rồi đây cái tay em ngắt đây đúng không? Ừ. Chứ em sao? Em còn móng đâu mà ngắt. Rồi chứ em làm sao nó bể? Em cắn mà. Anh Quang Kim kiếm cắn cái cây. Cái tâm. Hề. Cái tâm em chọn đúng không? Không. Bum. Bum. Bây giờ cái bóp của Tuấn để đâu nè? Bóp để nhà. Trên xe. Lấy tiền ra trả đi. Lấy tiền ra trả đi. Ủa sao khi cái bóp nó nhìn nó nằm tính vậy? Trời ơi. Trời ơi. Có bộ đồ ngày make up luôn nè. Dẫu hoài. Sẽ kiếm tiền cái nè. Anh ơi, hồi nãy anh nói là bao nhiêu tiền chính xác ạ? Cho 56 giảm giá 10% còn 500. 500. Ba cuộc chơi này là em là phải người là người trả tiền. À thế à? Vâng. Tớ thấy cậu ăn gian cậu cần. À! Nó định luật liên tân. Cho em nè, là dạ đến đây nè. Anh ơi, bây giờ tình thế nó như thế này. Em thì em đi gấp quá, mẹ không có ai trả tiền. Ừ. Những cái đây là cái bóp của nó đó. Mỹ phẩm của em á.
anh có thể treo cái ca gà anh thích chơi. anh thì không dùng. Anh dĩ nhiên anh không dùng nhưng mà vợ anh dùng. Bây giờ em có thể ở lại rửa chén cho anh được. Rửa đâu này rồi. Em phải đi quay liền rồi hay là anh ơi giới thiệu cho. Bộ đèn này mới chứ. Bộ đèn mới của Nam cho nó tiền. Báo giá, báo giá. Báo giá trai này, trai này không 800 rồi. Dạ. 1.2 của ta. Hả? Vâng. Trời gì vậy trời? Bây giờ móc tiền ra trả đi. Giấu tiền ở đâu? Mất mặt quá nè. 500 phải không anh? Tiền mà nó giấu nó nhím tiền nữa. Đủ chưa? Đủ 5 tờ anh ha. Dạ. Dạ. Anh buông ngay bán đất. Đây. Địa điểm tiếp theo của mọi người. Bên cơm, Mega Mall, quận 2. Chơi gì? Chơi game. Đây, cho mọi người một vé. Miễn phí, miễn phí, miễn phí. Trời te, miễn phí rồi đó nha. Chini World. Ê, được chơi xe điện đụng. Ủa, có 6 tờ hả? Dạ, bà anh ơi. May quá à, bà anh ơi nha. Ai u, ai u. Ai u. May quá. Ai u. Hey, ngày hôm nay là Lady and Gentlemen. No. Nói tiếng Anh là phải để Sĩ Thanh. Thì đó. Ai bà. Nói tiếng Anh. Lady and Gentlemen, please welcome to Lost Trees Adventure Golf. Bây giờ em đi em phải nói luôn là bây giờ mình chơi như thế nào, thể lệ thế nào bằng tiếng Anh cho mọi người đều biết luôn. Tại vì cái chương trình của mình chuẩn bị là xuất ra nước ngoài rồi em ơi. Mình sang một cái tầm thế giới. Anh không biết gì hết, theo mà nguồn tin của em biết từ hàng không. Tức là từ tháng 4 tới tháng 6. Những ai mà đi cái hãng Japanese Airlines thì trên đó chúng ta sẽ coi được bình đồ ở 6 trên đó có. Bây giờ nói tiếng Anh đi. Oh my god. Những người mà hành khách là ngồi trên đó là coi được hình ảnh của chúng ta đúng không? À, mà thí dụ mà bây giờ là tất cả bây giờ từ đây trở đi là chúng ta phải nói bằng tiếng Anh hả? Đúng rồi, tụi mình sẽ English only đi. Chết vậy là chị Tường chỉ phát ngôn được. Rồi thôi tập trung lại đi. Rồi bây giờ đây là chơi cái gì? Chơi golf. Mà đội bên mình là đã có hai tuyển thủ Đông đúng Nam Á rồi. Đây là tuyển thủ châu Á, còn đây là tuyển thủ Đông Nam Á. Thôi bây giờ mình đọc thể lệ đi. Mấy đứa nói nhiều quá. Thi đánh góp, vượt chướng ngại vật, đánh vượt 3 địa hình mà chương trình quy định. Hai đội số luân phiên đánh từ vạch quy định theo thứ tự từng thành viên, hoàn thành các 3 lỗ của 3 địa hình mà tổng số gãy ít hơn được 1 điểm. Ok, ở đây mỗi đội sẽ phân theo số sẵn luôn đi. 1, 2, 3. Ví dụ ở đây 1, 2, 3. Luân phiên nhau mà đấu. Rồi tôi số 2. Rồi tôi số 3. Rồi ok. Rồi. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu đi ba. Em số 1 đánh trước nha. Đó. Chú ta. Đó. Chú ta. Một gầy. Chú gia. Sao chú gia. Dạ. Mạnh nha Tuấn, khoan đừng đánh đừng có đụng đụng sàn quá nha. Dạ. Cứ mạnh là được rồi. Đừng đẩy banh nó đi nha. Dạ. Tên xui. Nghi không trúng banh luôn á. Dạ. Oh my god. Oh my god. Yeah. Số 2. Điều khó gì mà em làm được luôn hả Tuấn? Ủa sao đánh ngược vậy? Châu Phi hư. Châu Á hư. Số 2. Tôi có sai lầm không? Ba đường là ba lầm hư đây nè. Đây nè. Nhưng mà cái này nó khó lắm nè. Chị ơi, dứt thôi. Được, nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Rồi, được rồi. Kệ đó. Được rồi. Còn em chị lo cái gì? Chị đi mệt. Tuyển thủ Đông Nam Á. Hai gậy rồi. Được rồi. Ba rồi, bên đây nè. Vô luôn đi cưng ơi. Mỗi người được 2 gậy hả? Đâu có. Ý là nãy giờ bên đó ba rồi. Nhẹ thôi. Bình tĩnh. Nó thích lắm. Còn Tuấn mà lo cái gì? Nó thích dữ lắm. Đúng không? Nó thích dịch à. Bởi vì tại vì đâu có biết gì chứ. Mình, chị cho. Mình đánh vô trong cho nó tưng ra. Đúng rồi. Đánh lên nè. Thôi im đi. Kệ người ta đi. Không á. Cái này là hấp banh rồi. Cũng được. Thôi đi. Đây nè. Tớ ơi, anh nhớ lời xưa của mình không chứ. Bây giờ đụng mạnh cũng vô nữa thiệt. Mạnh lên. Tớ là mạnh lên chứ đi. Anh lên. Giặt ra đi.
Yeah. Rồi. Vô luôn bà. Bà quất chưa chắc vô luôn, không phải vậy là vô đâu, thấy chưa? Thấy chưa? Năm gậy. Tiếp tiếp đi anh. Dạ khờ. Chưa chắc vô nữa chứ là phải vô. Chưa chắc vô nữa đó. Cái đội tuyển thủ gì mà ê, cúi thấp xuống người xuống đi cho dễ. Tuyển thủ đánh nhiều gậy. 6 gậy. Thì bây giờ bên đây vô rồi thì giờ bên này đánh trước. Chưa đúng rồi. Thì giờ từ gậy thứ 5. Tuấn à, mình tính làm chi cho phức tạp, phải đi qua cái lỗ đó, mình đi qua đây cho nó gọn nè Tuấn à. Muốn đi đi về cái vướng ở trong, cái đứng ở giữa làm sao quýnh vô được cái khúc này. Luồn lắm nè Tuấn. Dạ, cưng đứng, đánh méo qua đi, đừng có đứng. Được chưa? Tuấn phải sai rồi Tuấn ơi. Đánh đầu xuống thì mù, cũng đánh sao đánh à. Đó, vậy đó, thấy chưa? Cái quá đường, tốt luôn. Cái đường nó đẹp đó Minh. Đếm là số 5 đó nghe Tuấn, bên này số 7 nè. Không, cứ đếm 1 đi chị. Rồi đếm 1 phải không? Cứ tính đánh qua đây hả? Quýnh cái lỗ bên kia kìa. Đánh đường không Tuấn đi. Tính gì cho lắm. Tắm cũng ở trường à, đó, thấy không? Đó, đây à. Tớ cũng tính cái gì. Vô Tường. Dịp đi, còn kẹt hết không? Chưa. Tường ơi. Tiểu. Yeah, ok. Bây giờ là mới làm khó người ta. Đánh vô cho banh nè, đánh vô cho banh. Bây giờ mới làm khó người ta nè. Đánh vô cho banh cho đi nè. Ờ, em đánh cho banh chị vô luôn đi Trinh. Rõ văn kìa. Bây giờ em né đi cái chúng em bây giờ. Ê, mình ra đây cái chúng. Mình ra 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 ra, ra cái chúng chân á. Tướng mà chinh dị quá à. Ờ, càng đánh nó càng đi xa. Mẹ chứ mẹ đi đâu quá. Sao chú? Mình đi xa rồi đó Trinh. Ba gậy. Rồi. Trường tiếp. Đá này đánh đi, em đánh cho vô. Em đánh nè, Thanh ba gậy nè. Chị Thanh nó ghê lắm, nó hay lắm. Đánh một cái là tới nóc luôn nè. Anh ghê ra đi. Thanh tẹt kháng ra Thanh. Sao không đứng vậy? Châu Á nè, con này Châu Á nè. Tuyển thủ quốc gia này đạt giải nhiều gậy nhất nè. Ừ. Rồi. Rồi, Minh vô Minh. Bốn. Châu Phi nè. Cái gì? Ừ. Năm. À, đẹp đặc. Tôi không hiểu được. Chắc Vinh cũng hụt nè, chưa biết được đâu nha. Năm, rồi ba với năm. Sáu chứ sao năm. Năm, 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 mình đánh trước, cái này mình đánh trước. Chấp nhận được. Sai luật nha. Sai luật nha. Cái gì vậy? Được không, được không? Được. Mình đang thắng đâu mà phá hoại đi, Bích Xu. Đôi khi chị. Trời ơi. Bích Xu nè. May sao? Vô vô Minh Minh. Em còn để cái chỗ của thứ thế. Mình đang dương bốn gậy mà chị phải lo. Rồi thấy cái gậy là thấy méo rồi đó. Được rồi, được rồi. Sao? Đi đâu vậy? Xéo luôn. Móc ra đi Tuấn. Móc ra đi Tuấn. Mạnh quá rồi. Trời ơi, nó khó quá vậy. Chỗ này mình dít đi đâu? Đấy, chị dít vô đây nè. Dít vô đây nè. Ra coi, ra coi. Mạnh thôi, cứ mạnh thôi, dứt ra để Tuấn đánh. Ui, ui, vô luôn Tuấn ơi. Em vô luôn, Tuấn, 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 Tuấn. Cứ hai rồi đó. Lại Trinh. Bình tĩnh Trinh. Cố lên, biết đâu bà Trinh cho vô lỗ luôn nè. Đánh đi Cường. Trừ khi Trinh đánh trúng trái mình thôi. Vô, vô. Tấn tấn nó vô kìa, bạn cũng vô nữa thôi luôn á Tấn. Thôi bắt đầu chảnh nè. Tấn ơi, đánh một cái điệu nhẹ mà không nhìn cái banh đường Tấn. Được. Anh Tấn, Tấn nhìn em nè Tấn. Đại đi Tuấn. Hello. Rồi xong. Hai đội bốc thăm chọn bài hát mà chương trình cung cấp. Cả ba thành viên cùng biểu diễn karaoke bài hát này kèm theo vũ đạo hoặc minh họa diễn xuất để tạo thành một MV ca nhạc hoàn chỉnh để livestream trên fanpage đội 6 chấm điểm. Máy tự động chấm giọng hát đội nào được nhiều sao hơn 1 điểm. Up lên fanpage đội nào được nhiều lượt like hơn 2 điểm. To là càng ngày càng thấy. Cái này là cái này là hay lắm. Hát luyến lấy nhiều quá là điểm thấp. Rồi bây giờ mình tiến vô cái chỗ hát đi cái đã. Dạ, đi. Tu sĩ. 1 2 3. Và bây giờ, kính thưa cô chú, kính thưa các anh chị và các bạn, đề nghị cái đội bên kia trật tự. Ồn ào, không có tôn trọng đội bạn.
Dạ hôm nay đội của chúng em bắt chúng cái bài là bốn chữ lắm. Bốn chữ lắm. Tất cả tụi em không biết hát cái bài này nhưng cũng xin thể hiện hết khả năng của mình bằng một tâm hồn trẻ thơ. Dạ, trẻ thơ lắm, con mới theo 4 tuổi. Dạ mong quý vị và anh chị ủng hộ và like nhiều cho đội các cường kỳ minh tú và Pesto. Nha, bây giờ bài hát bốn chữ lắm xin được phép bắt đầu. Đó vậy? Yeah, they are.
Bài kia ca sĩ tại sao các bạn đi hát lấy tiền của khán giả, làm ca sĩ đi phục vụ nhân dân, phục vụ quần chúng mà hát nó buồn, bắt tông vô ca sĩ nổi tiếng Lan Vinh nó phô, bắt vô nó phô nó ca của em đâu, nó bắt tông ra là chuyện bình thường, chừng nào mà em chuẩn bị kỹ rồi á, như Tuấn nè, thấy không, vô một cái là cái bài nhạc là phải theo Tuấn. Tóm lại là tới giờ phút này là sĩ số đang là 4-3 như vậy, đội của Kiều Minh Tuấn. Còn cái lượt like một chút nữa lật mặt điệp viên mình mới tính cái đó được 2 điểm. Ok. Nhiệm vụ đi. Mỗi đội thi tương tác với tượng sáp, hai đội thách đấu nhau với các tượng sáp bất kỳ. Lưu ý, mỗi đội bị đối phương thách đấu 5 lần, 5 nghệ sĩ theo quy định. Trong đó có 2 nghệ sĩ bạn phải có được số điện thoại của họ. Có 1 nghệ sĩ bạn phải diễn được một trích đoạn kịch cải lương mà người này đã từng diễn. Có 1 nghệ sĩ bạn phải hát được một bài hát mà người này đã từng hát. Có 1 nghệ sĩ bạn phải kể được tên 3 tác phẩm tiêu biểu của người đã từng hoạt động trong nghệ thuật. Mỗi một hoàn thành 1 điểm. Em thấy là bên đội em là thích thế rồi đó, nên đội chị cứ nhường hết tối đa đi. Thì đó, nhường nó tối đa đi trước đi. Chờ đi trước cũng được. Rồi. Đi trước ý là thách bên kia trước á hả? Ừ. Em cho là em đi một vòng coi trước đi. Ngọc Tình hả? Đây. Đây đi. Đây đi, khó nè. Thì bây giờ mình nói phải có số điện thoại của nghệ sĩ Hiên Giang đây đi. Anh Tú. Anh Tú hả? Rồi, tôi chuẩn bị, tôi nhìn nghĩ đây nè. Em đố đội bên kia là có số điện thoại của nghệ sĩ nhân dân anh Tú. Có không? Cầu may đi. Hồi đó mình có ra Hà Nội diễn, có nói chuyện với ảnh, không biết có luôn số không thôi. Có nói chuyện với anh luôn hả? Anh Tú. Đúng nghe, chứ không phải anh Tú nào, em Tú Diệu Nhi. Không có rồi. Có anh Tú rồi, thật sự. Anh Tú, bạn trai Diệu Nhi, tôi ghi rõ ràng. Tôi ghi rõ ràng, tôi không có, tôi không có. Không lưu số của anh vậy. À, mình lưu cái khác. Rồi, không có. Nhìn thẳng trực diện kìa. Rồi, bây giờ xin mời các bạn hãy tìm cho tôi số điện thoại của cô Giao Linh. Đố mình anh Tú, mình đố lại cô Giao Linh. Có đó. Cũng ngang ngửa thôi, dễ hơn đó. Cô Giao Linh là trong miền Nam, dễ hơn á. Mà cô Giao Linh cũng là ca sĩ đó. Cô Giao Linh là em cũng đi hát. Thì đó, cô nói chuyện với cô mấy lần. Bây giờ em có số cô không? Cô đây. Đây nè, cô Giao Linh đây nè, cái đó Cẩm Vân bà. Được không? Cô Giao Linh có không? Không có. Dạ, không có. Rồi, tới phiên em, một điều nữa nha. Không có nhỏ Giao Bánh được. Phải đi dễ thương mọ, dễ thương mọ. Rồi tiếp. Chết chết, cái này khó này, cái này khó nè. Ba tác phẩm tiêu biểu. Em đố anh đi. Nè, đố chị Lệ Thu đi. Má nhìn thôi. Không, tôi có thấy gì đâu, mới thấy chữ Lệ Thu tại vì mình ngạc nhiên thôi. Nè, vừa đố cái. Bây giờ kể ba tác phẩm Lệ Thu đó chị. Ba tác phẩm của Lệ Thu phải không? Dạ. Xin còn gọi tên nhau, hoài cảm. Thật có đúng không? Tường ơi, xin ngủ yên. Rồi đúng rồi. Hãy bỏ đi tất cả. Bài không tên số. Khỏi. Số mấy đi? Số 8. Không tên số 8. Có bài không tên số 8 nha. Chị ơi, em không thấy. Các bụi. Có. Đâu đâu. Bài không tên số 8. Rồi xong. Càng lời. Một điểm. Không nên mấy hai nè. Mình không hỏi ca sĩ đi. Bây giờ khỏi cần đố gì nhiều. Đố em biết đây là ai thôi. Nhiều đó là đủ mệt rồi.
À, xin trân trọng giới thiệu, đây ngày xưa là diễn viên, bây giờ là giảng viên trường đại học sân khấu điện ảnh. Cô Yến Chi. Cô Yến Chi. Yes. Đó là cô giáo viên chủ nhiệm của tôi. Là hiệu trưởng trường bây giờ. Chị ơi, tụi em đầu tụi em lên đã giới thiệu tụi em thích học thôi, thật sự. Chị ơi. À, em ơi, thích học nhưng mà những tác phẩm của cô á có chiếu TV em ơi. Em học là em muốn ơi. Em học nhạc viện. Chúng ta ngày hôm nay thi thố có tính chất may mắn. Chúng ta rõ ràng ngay từ ban đầu bắt gặp ai biết hôm nay chơi trò gì. Đúng không? Ngày hôm nay tại sao nãy bạn hỏi cô, thực ra hai đứa tôi không biết, may mắn có chị Cát Tường biết. Đúng. Không bây giờ chọn một người. Nè tôi nói đơn giản là một cái chọn người khác cho nó đi. Thôi mình cho qua đây nè. Đây nè. Tại sao tôi biết cô Yến Chi? Đáp án luôn đi. Cho nó qua Kim Ngân, cho nó qua này luôn đi. Rồi cho qua Lê Khánh đi. Cho qua Lê Khánh. Cho qua Lê Khánh. Mày đi. Mấy đứa có được cô Bảo Đại không? Cô Yến Chi là Nam Phương Hoàng Hậu. Nam Phương Hoàng Hậu đó. Rồi, đó có một đại đó. Có một và còn hai tác phẩm. Nhiều lắm, anh bay không biết rồi. Rồi đó. Dễ luôn rồi đó. Con gái nè. Rồi tiếp. Dạ. À, cô dâu đại chiến. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, đúng. Cô đại chiến. Chị Khánh. Cô đại chiến 1 với cô đại chiến 2 luôn. Cái đó là 1 thôi. Ôi, nãy chị bài ta không tên 1 2 tên lên. Cái bài đó là bài tác phẩm 8. Rồi coi cái bài thần tiên cũng nổi đi, chị Khánh thôi. Thấy tội cho lớp thấy tội. Rồi cái cuối cùng đó đoán đi, đi xuống dưới cả đường, cả đường. Cả đường là phân thắng thua. Tội cho lớp trẻ. Vậy tụi này nó lên mạng rồi lên Facebook nó coi gì ta. Bây giờ nố hát cải lương là đội bên này nố, đội bên kia hát một tuồng của chú Bạch Long. Rồi. Một vài câu thôi chứ một tuồng gì. Tuồng sao ra. Câu sao hoài à, người ta không biết. Anh Bạch Long nổi tiếng với tuồng Thánh Giống, ai cũng biết tuồng Thánh Giống rồi đúng không? Yeah. Đoạn anh Thánh Giống đã bắt đầu là cưỡi ngựa sắt, nón sắt và roi sắt, chuẩn bị từ tạ từ mẹ để lên đường đi giết giặc ân. Rồi. Mẹ ơi. Im mẹ. Quên rồi. Nhưng mà cái lương lúc mà đội mới hát cái kỳ do em quên rồi. Phân tâm rồi kìa. À. Khi Thánh Giống đi. Ủa vậy hả? Mày làm mẹ tao đi, mày làm mẹ tao đi. Đây, là mẹ chứ. Là mẹ chứ. Dạ, bắt đầu, hai. Vậy em là mẫu thân. Em làm ngựa. Mày làm con ngựa đi. Ngựa đó, mẹ làm ngựa. Đó, thấy chưa. Chuẩn bị lên ngựa nè, mẹ đội nón cho con đi mẹ. Đó. Con ơi, con đi mệt giỏi nha con. Trời ơi, mẫu thân. Con sẽ đi giết giặc ân rồi đem tin về bảo báo tin cho mẹ. Chiều nay ta ngày mai xa lìa mẫu thân lên đường, con đi giết giặc ân, sang ơi sinh sống anh hùng. Tăng. Thân có nhớ đất trời giữ yên, mai đây sống yên anh hùng ca. Chiến công quanh liền đời con ngàn năm ghi nhớ. Diệt quân xâm hoàng giữ yên xóm làng đồng quê. Mạnh giỏi nhau. Xong. Rồi, được rồi. Rồi, được điểm rồi. Hay quá. Dạ, cảm ơn người ơi. Cảm ơn anh Bạch Long. Rồi, xong. Bên mình bây giờ tới đội mình đổ đội kia đi. Cái này cho em có hát lá sầu riêng đi chị. Thôi lá chú Minh Dương ơi. Chú Minh Dương. Chú Minh Dương có hát lá sầu riêng không? Có. Bây giờ chắc chắn luôn. Đội của Kỳ Minh Tuấn xin thách đấu đội của Sơn Ngọc Minh. Sơn Ngọc Minh hát bài Lá Sầu Riêng được thể hiện qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Và bây giờ xin được phép bắt đầu. Trời ghê quá, sợ quá. Dù cho má phân tôi hồng, sầu riêng chán chưa trong lòng. Ai dừng chân ghé quán em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Trời ơi. Duyên. Hát cầm lại là vô. Hát cầm lại. Dù cho mà thấm. Tắt luôn đi. Dù cho mà thấm ngồi hùng.
bán sầu riêng chứ tình duyên em không bán. Hết rồi, sao nữa? Trời ơi. Em nghe thẹn trả lời anh rồi đưa anh đi thăm vườn sầu riêng bên suối vắng. Gió thổi tóc em bay theo con bướm trắng lượn quanh vườn. Nắng ấm về đây chim hót rộn ràng. Anh hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi? Đã lập gia đình nay mới có người thương. Em không trả lời, chỉ đứng lặng yên rồi đưa mắt nhìn theo đôi bướm chập chờn. Anh nhẹ nhàng khẽ nắm lấy tay em. Em bâng quâng đôi má hồng ửng đỏ. Thôi được rồi, thôi được rồi, được rồi. Đừng có phá bài hát của người ta ha. Như vậy là hiểu rồi cái gì. Bởi vậy ta nói cười người không chứ không sao người cười. Hồi nãy Thi hát cái kia tưởng nó ngon hơn mình. Trời ơi. Rồi lẹ đi, lẹ đi. Quyền Huy, chứ này không có mấy ca sĩ đâu. Đó, ca sĩ Trần Khánh trên này mình đi vòng vòng rồi. Như Trần Khánh không mà. Thành hoa ca sĩ đâu. Thôi, không phải. Ra mà, em hãy cứ đi đi đó. Hãy cứ đi đi là vợ mà. Trời ơi, thiếu gì ca sĩ đó. Anh, mình phải giả bộ. Anh Vũ Châu kìa. Phải giả bộ không biết. À, giả bộ không biết đi. Rồi, ok. Nhảy hạt, đây hạt, đây hạt. Trời, thách án một bài của nghệ sĩ Vũ ưu tú Á Hậu Trịnh Kim Chi. Thôi thôi mà chị mình lên mạng mình sợ chứ ai biết mà gì mà chị còn hát chung với chị Trương Ngọc Ánh và một chị nữa thôi em không nhớ thì em đố làm cái gì có thì em đố cái này em đố em thích đố em đố thôi sợ Trịnh Kim Chi hát coi chị hát bài gì ai cho sợ sợ được miễn quan trọng có hát được hay không thôi quen chứ duyên phận là trời ơi 6 phút mấy là có bài duyên phận liền ngồi đi duyên phận Trịnh mình là con gái chưa một lần yêu ai nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài vẫn làm con gái chưa một lần yêu ai nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài nhớ anh Nguyễn Linh quá mình đã nêu đơn vậy em chưa nhớ thầy mẹ thương em nhưng tìm người sẽ duyên đâu đâu máu mê rồi sáng theo một cái người em biết rồi bà rồi xong hèn chi cái bài này ngày nào qua chương trình bà muốn hẹn hò nhìn nên cũng hát bây giờ vậy nè bây giờ mới hiểu cũng dễ thôi thôi cái bài này cũng dễ Tấn Bèo hát cũng hát khá nhiều vậy hả để cho rồi bây giờ mời các bạn hát một bài của Tấn Bèo theo phong cách của Tấn Bèo. Tấn Bèo hả anh Tấn Bèo hát bài gì Tấn Bèo hát lắm. Bài anh nhiều lắm anh Tấn Bèo hát bài còn anh nhiều lắm anh Tấn Bèo hát bài còn để Tấn Bèo có hát vợ người ta nè đó. Hát bài tiền có Tấn Bèo hát người ta rồi ra chỗ anh có độc đáp luôn nha hát phong cách Tấn Bèo nha thôi cái phong cách của anh Tấn Bèo anh đứng anh có cái phong cách lạ lắm mình phải biết cái phong cách của anh nha phong cách gì hả đây tâm thiệp hồng trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng lại một đám mừng ở trong làng ngõ tên bỗng dưng thấy hoang mang vô tâm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng lại một đám mừng ở trong làng ngõ lên bỗng dưng thấy hoang mang rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng ai thì từ nay tới giờ trẻ theo cùng nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay 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 giờ em đã là vợ người ta áo trắng đều do ngầm hoa nhạc tung tóe thành niên hòa ca ngày ta đã là đám cưới em với người ta. Rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Rồi, xong. Vậy thì từ giờ từ nãy đến giờ vẫn là sĩ số 43. Rồi. Mình nghiêng về đâu? Nghiêng về đội của mình. Ồ, ừ. Dạ. Rồi. Rồi. Hãy tổng kết điểm và lật mặt điệp viên. Đội thắng sẽ được thưởng thẻ thành viên VIP của rạp chiếu phim Cinebox. Thẻ VIP hả? Rồi, sẵn. VIP, đặc biệt là bao nhiêu người cũng được luôn. Là bao nhiêu vé cũng được luôn. Đúng rồi. Dắt, dắt nguyên một vòng họ gia đình đi luôn. Đội thua sẽ phải phục vụ ăn uống cho đội thắng. Rồi. Nói thông báo cho Sơn Hồng Minh biết là ngày hôm nay Sơn Hồng Minh là người khách mời gọi là sung sướng nhất từ trước tới giờ. Chơi những trò chơi rất là nhàn hạ. Mà nếu mà ngày hôm nay mà Sơn Hồng Minh mà có lỡ chiến thắng thì Sơn Hồng Minh cũng đừng nên nhận. Cái gì vậy? Cái câu kế nó rất là đập ban. Thôi bây giờ thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vô cái chỗ lai chim. Lai chim đó mình coi ai nhiều lai hơn thì thêm 2 điểm. Wow, mình cũng hồi hộp đây là vòng chung kết.
Mình nói đang thua bên mọi người ơi, mình đã bị đổi tên thành Nguyễn Thị Phương Thanh rồi. Đây, cái clip của Miko Sĩ Thanh và Sơn Ngọc Minh được 375 like. Ủa sao ít like vậy? Và cái clip của Kiều Minh Tuấn, Cát Tường cũng như là Ba Sơ được 235 like. Như cái này bị hát like không? Không hát 300 mấy, 200 mấy thôi để hát được. Chứ làm sao lại như 1000 mấy lần trước chứ từng hát được. Okay. Nói như vậy có nghĩa là ngược. Nói chung là đội Sơn Ngọc Minh đã lật ngược tình thế, trở thành chiến thắng. Thôi người ta đội chủ nhà cho người ta thắng đi. Hồi nãy thì đội của Tuấn là thắng bên đội của Minh một điểm. Và nhưng mà mình lại rất là thích Minh. Mình ước gì Minh quay trở lại lòng vòng gì lòng vòng vậy? Cái gì tao gái đòi của chị lòng vòng nữa không? Lúc nào mà show có về tới tụi mình. Rồi, bây giờ theo thể lệ thì bạn hãy bầu trong 5 người này một cái đội trưởng cho tập tiếp theo. Tùy. Dạ, không có chị người lanh chanh nhất. Chị lấn án người khác nhất. Tỉnh nhất. Trời ơi, lần đầu tiên cho bị đẩy. Bà sốc nổi nhất, bà sốc nhất. Nhận xét các Tường là người bình tĩnh nhất. Chị đi từ giờ đi chị đổi luôn. Chị đi. Cảm ơn em đã bình bầu cho chị. Chúng ta sẽ đến với phòng lật mặt. Trời ơi, hôm nay những cái trò chơi đâu có thấy được điểm gì. Đoán trên tượng sáp á, nãy có gì khả nghi không? Đoán trên tượng sáp. Pháp thằng cũng khó lắm, tại anh mình đố không mà đâu biết bên nào trước đâu mà chuẩn bị. Đúng không? Bên đó sẽ học thuộc hết. Không, học thuộc nổi. Theo tôi là cái vụ mà ca hát, bởi vì sao? Bởi vì nắm chắc cái phần thắng. Mấy bởi vì bài sao? Hát, lượng fan, về âm nhạc. Âm nhạc. Mà lý do tại sao là lý do tại sao lại chọn ngày hôm nay lại chọn hai ca sĩ về đội của mình? Câu hỏi chấm hỏi ví dụ vậy. Tại vì tao chơi hai cái này mà. Em đoán ra được tên Minh. Còn bà này ném được bóng. Thôi bây giờ mình bình luận đi. Chị điềm tĩnh quá. Chị đang mới khen chị xong cái gì mới khen chị. Chính là chính luôn chị. Chị nghĩ rằng đội này điệp viên chính là bạn Sĩ Thanh. Tại vì sao? Lại là tôi. Tôi đặt nghi vấn hai bạn, một là Lan Trinh, Sĩ Thanh. Tại vì cái gốc là hai người này gọi là Bèo quốc gia. Nhưng mà tôi nghiêng về bạn Sĩ Thanh nhiều hơn. Bạn ấy hồi nãy tôi để ý á, bạn cứ nói hoài là tôi đừng có táp qua tôi, giờ tôi đổi tên rồi nha. Tôi là Nguyễn Thị đó chứ tôi không còn này kia nữa. Ý là tôi không phải là điệp viên. Mọi người ơi, mình đã bị đổi tên thành Nguyễn Thị Phương Thanh lên đây. Trong khi đó bạn Nico, cho nên tôi nghi Sĩ Thanh là điệp viên. Anh Tuấn, tôi lại nghiêng về đó là Ba Sô. Vì miếng ăn thôi đó hả? Ăn cơm ăn áo thôi hả? Vì cái thẻ phim. Đây là một cái thẻ VIP của Cineport. À, là người nào làm thì tìm được điệp viên được thẻ? Đúng rồi. Được. Được gì em? Em đã biết điệp viên trong lòng của em nói đi. Anh không có giả vậy hả? Cái đó gọi là linh tính và tâm linh. Ơn chơi mách bảo tôi. Thôi nãy cảm ơn. Vì miếng cơm mà áo. Hôm nay tôi nghi ngờ chị Cát Tường cầm mà áo Tường giỏi một cách xuất sắc. Làm sao mình nhớ hết được mấy cái bài hát. Mà còn bị đặt đợi chút xíu coi bài nhạc không tên, để coi cái bài nào không tên xuất sắc nhất nè. Trong khi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có hết. Cho nên tôi quyết định người mà điệp viên ngày hôm nay tôi thấy có lý nhất là Lan Trinh. Hả? Đó, cái gì? Rồi bên em. Bà Thanh ghê, có trong lòng rồi kìa. Vì cái thẻ Cinebox hãy bán đứng bạn bè cho chị. Nhân danh cái thẻ Cinebox xem phim. Để đạt được, tôi phải moi gan và móc gột ra để tìm ra cái gì điệp viên. Ngày hôm nay chính là Kiều Minh Tuấn. Tuyển thủ đánh gương Đông Nam Á Lan Trinh. Trời ơi, anh yêu em quá. Tại sao? Tại biết sao không? Tại vì mỗi lần bà muốn đi liên lạc với ban tổ chức là bà rớt kèm. Bà đi kiếm kèm là bà chui vô toilet vô hóc hát gì đó. Bà liên lạc với ban tổ chức. Kèm luôn rồi đó nè. Bây giờ mất kèm quá nhiều. Mỗi liền mất kèm là mất tức. Hay quá, bữa nay chị có thấy em là chính mình đó. Bà là một hành động mập mờ khó hiểu. Ok. Thế em nghĩ bà. Sĩ Thanh. Vậy thì em sẽ nghi Sĩ Thanh. Ủa hả, anh bây là phải quay còn lại ha. Tôi quá buồn rồi. Bà đặt. Nghỉ hết á, Nói chứ đùa thôi. Chứ em nghe gì từ.
À, một lần nữa chị Tường quá xuất sắc trong nghề. Chị xuất sắc. Trời ơi, nói về kiến thức là chị rộng rãi mà em, 20 năm trong nghề mà em. Có vẻ rất là tự tin. Đó là em nghĩ chị Cát Tường. Sao không nghĩ tôi nha? Để đi. Sao khách mời? Em nghĩ sao mọi người chơi chương trình mình nghi ngờ nhau vậy? Đúng rồi, ghê em. Cái hay của chương trình này em thấy cái tên của dòng này không? Dòng lật mặt. Ừ, em đừng đàng hoàng. Đó thì em nghi chị Cát Tường. Đúng hả? Lý do? Sao chơi dở vậy bà? Bởi vậy? Sao chơi dở vậy? Già xuống sao phong độ hả? À, chị... cái vốn kiến thức chị quá thâm sâu. Là cái dòng cuối cùng là cái dòng mình hoàn toàn là cho chị Tường. Còn ba ấy cãi lương thì tụi mình làm sao mà biết được? Bởi vậy? Rồi, vô. Là lợi thế rồi chị. Thôi được rồi, thôi ghi đi, được rồi. Bút bút sai cả chết đi. Tôi chốt. Dằn. Dằn. Nêm không, nêm không? Nêm. Nêm đúng vậy hả? Để đi hai quỷ. Giờ mình áo quá tướng về đại tướng ơi. Và tôi nghi ngờ điệp viên đó chính là Lan Trinh. Vâng, đúng như là chị Tường đã nghi ngờ, tôi cũng Lan Trinh. Trời ơi, đúng như Lan Trinh cũng đã nói. Đó, biết sao giờ? Tôi ghi các tường. Đúng như vậy. Vậy chính là ủa gì cái vậy? Bởi vì ngày hôm nay có 6 người mà hết 4 người ghi tên tôi, nên tôi buộc lòng phải tự vạch mặt chính mình. Ô, vạch mặt chính mình là hiểu rồi. Hiền em. Thì chị biết cho bên nào. Trời ơi. Một cái thẻ xem phim. Vì một cái thẻ xem phim và một bữa cơm ngon miệng. Ô, thấy tóc chưa? Bà chú. Ê, cái tôi hả? Không phải tôi nghe. Bà chú. Ủa, ai vậy? Từ đầu chương trình tới bây giờ. Trời ơi, nó diễn ngu ngơ từ đầu chương trình đến bây giờ. Trời ơi, khủng khiếp. Sau lúc đầu là em định lựa chọn chị Tường. Tại vì nếu mà phần diễn kịch thì sẽ về bên đây lợi thế hơn. Địa bản từ 1 điểm. Một điểm có tổng hợp nhất. Điểm cá nhân cộng vào 18 điểm của em. Điểm cá nhân cộng vào 18 điểm. Thế thì bạn có thể chọn sĩ khoa nhìn lan trên nào của bạn cũng được. Đó, còn nếu mà chọn các Tường với cả Xoay thì nhân cơ hội ngày hôm nay em cũng có lời muốn xin lỗi chị. Em qua nữa ơi Tường ơi. Miếng cơm anh ăn. Em mù mờ. Em dại dột. Em thương núi này trong núi đó. Cùng đội chị mà phản chị kìa. Em thương cái đồ lừa thầy phản bạn. Không còn. Tại vì á, Tuấn nó dúi em. Bây giờ có biết việc làm của hai đứa em chưa? Ngồi em đây, tụi em sẽ phục vụ nó. Ừ, vậy đi. Chị không cần phải làm cái gì ngày hôm nay hết. Trời ơi, của Minh nè. Có lỗi quá, tự cảm giác có lỗi quá. Anh ơi, bây giờ anh tự thua, em chỉ nhờ một cái nhiệm vụ là anh đi lấy con đường em lấy giùm em cái kẹt tóc em rồi đi. Mọi người kêu em liên lạc với ban tổ chức. Ok, ok, em làm cha làm mẹ, em muốn làm gì cũng được. Ờ. Nha. Ờ. Đi lấy bạn ơi, bạn thờ cũng được em ơi. Em cứ lẹ lên. Cái đường em mới đi okay, em okay, okay. Rơi á, bà chủ. Ủa, cái kẹp tóc nó không nằm trong nhiệm vụ anh phải làm em? Không, anh chỉ phục vụ cơm thôi. Anh chỉ phục vụ cơm thôi chứ em có biết đọc chữ không em?